Mình chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em một con hoành hoạch thơm, hoạch đầu thơm á, con này con mồi nha mọi người, nó làm dữ lắm, mời mọi người cùng theo dõi ha. Đó, chơi gì nghe nó kêu mọi người. Đó.